Giới tử vi luận giải tháng 9 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, may mắn được thần tài chỉ điểm, không trúng số thì cũng tiền tỷ cầm tay. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương đã trở lại đồng hành cùng Đại Phú Quý trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị kính mến, chúng ta đều biết ai cũng muốn có việc nhẹ lương cao, rồi là ở nhà biệt thự, đi xe mui trần. Thế nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, không có con đường nào mà lại trải đầy hoa hồng cả. Và đặc biệt là khi bước chân ra xã hội này thì ai trong chúng ta cũng đều phải nếm đủ đắng cay tủi nhục, thậm chí là bị người đời vùi dập, chê bai đến nỗi không ngóc đầu lên được. Khi xem tử vi cho 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, được thần tài che chở, sao thần phúc tinh và lộc tinh chiếu thẳng mệnh, nhận lộc giàu to trúng lớn. Những khoảng thời gian trước đây có thể nghèo khổ, nhưng đó là vì thời họ chưa tới. Nay vận đã đến rồi, có muốn nghèo cũng không được. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp phải những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong tháng tín này tuổi Nhâm Tý có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an sung túc và giàu có? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Đại Phú Quý giải đáp ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi luận giải tháng 9 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, may mắn được thần tài chỉ điểm, không trúng số thì cũng tiền tỷ cầm tay. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Theo tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, trên cơ bản tháng này là một tháng khá tốt đối với người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, chủ yếu là trên phương diện sự nghiệp. Nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình. Nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi, thì nhiều khả năng bạn sẽ được mọi người tin tưởng, mở ra con đường phát triển cho tương lai. Thời điểm này, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, vừa gây ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót. Trên phương diện tài lộc, bạn làm ăn khá tốt, chủ yếu là nhờ bạn hợp tác được với những đối tác khá đáng tin cậy. Có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này phát triển khá ổn định, dù không phải là không có một vài chuyện rắc rối xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bản mệnh là một người rất năng động, ham tìm tòi nghiên cứu. Nhờ vậy mà bạn có thể tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu, hữu ích cho công việc hiện tại hoặc tương lai. Nếu biết cách áp dụng những điều đã biết trong công việc, bạn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Tuy nhiên, nếu phải đứng giữa nhiều sự lựa chọn, bạn cần đưa ra những quyết định dứt khoát hơn, không nên chần chừ do dự quá lâu, kẻo để lỡ mất cơ hội tốt. Bạn nên hiểu rằng không có sự lựa chọn nào là vẹn toàn cả đôi bên. Có đôi khi bạn phải chấp nhận hy sinh để đạt được điều mà mình mong muốn. Thời điểm này, bạn cũng cần chú ý học cách lắng nghe đa chiều, đừng nên nhẹ dạ cả tin, mù quáng, nghe theo lời khuyên của mọi người xung quanh mà không suy xét đến hoàn cảnh thực tế của mình. Bạn cũng trở nên quá mơ mộng, lập ra những kế hoạch không phù hợp với khả năng của bản thân. Chính quan chiếu mệnh cho thấy rằng bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc, nên việc được lãnh đạo đánh giá cao hoặc cất nhắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Quan trọng là bây giờ bạn cần phải cởi mở hơn trong việc tiếp thu những điều mới mẻ, trở nên đóng khung bản thân trong những điều đã biết, vì như vậy là bạn đang hạn chế sự phát triển của chính mình đấy. Tháng 9 âm lịch này, bạn cũng cần phải chú ý tới tác động của thiên cầu. Tuy hung tinh này không đem lại những ảnh hưởng quá lớn lao, nhưng vẫn sẽ mang tới những rắc rối nhỏ cho bạn. Do đó, bạn nên chú ý hơn tới cách ăn nói, hành xử của mình, nhất là khi có tranh chấp giữa bạn bè, đồng nghiệp. Bạn không nên ăn nói quá thẳng thắn, cố ý gây tổn thương cho người khác, tự đẩy mình vào vòng xoáy của thị phi. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, được duy trì tương đối ổn định trong tháng này. Nhờ có tác động của nguyệt lệnh, bạn thường xuyên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới, bạn thường tỏ vẻ không hề ngần ngại. Tả phù sẽ mang lại cho bạn nhiều sự hỗ trợ tích cực.
ví dụ như gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối hoặc có nhiều người giúp đỡ, hóa giải khó khăn trong công việc. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn hơn khi đưa ra quyết định, bởi dù thắng dù thua, bạn cũng sẽ học được những bài học hữu ích. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bạn cần hạn chế thói quen tiêu xài lãng phí, dành tiền cho những thứ xa hoa, lãng phí không cần thiết. Nếu bạn luôn thích chạy theo ý thích nhất thời của mình mà không quan tâm tới túi tiền của bản thân, thì cho dù có làm ăn tốt đến thế nào đi nữa, bạn cũng khó giữ được đồng tiền trong tay. Thời điểm này, bạn cũng trở nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Về tình duyên, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, không được êm đẹp như ý muốn. Dưới sự ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, vợ chồng bạn thường mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề căn bản trong đời sống gia đình. Những tưởng hai người đã có thể đạt được sự nhất trí chung, nhưng một khi có chuyện gì xảy ra, hai người lại dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Tuy nhiên, điều bạn cần làm lúc này không phải là khăng khăng với ý kiến cá nhân, không để lọt tai nhiều người ấy nói, mà là mở lòng hơn để đôi bên có thể cùng thảo luận, trao đổi nhẹ nhàng với nhau. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trên cơ bản là ổn định trong suốt tháng này. Bạn có đủ tinh thần và sức lực để thử sức trên những lĩnh vực mới mẻ. Quan trọng là bạn nên lượng sức mình, không nên làm việc cố gắng quá sức, kẻo sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới sức khỏe về lâu về dài. Bạn nên ý thức được tầm quan trọng và sức khỏe để lập ra lời thời gian biểu, nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Dù đang lứa tuổi nào, bạn cũng nên chú ý tập thể dục, thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Tý. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong tuần này, người tuổi Nhâm Tý vận trình có hung có cát, khó nói được nhiều điều. Đầu tuần tài vận suôn sẻ, hành thông, bản mệnh được thực thần cho phép. Cơ hội đến liền nắm lấy trong tay, không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền, làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên, đại hào hung tinh vẫn đang rình rập, càng về giữa tuần thì tài vận càng ảm đạm. Tuổi Nhâm Tý cần chú ý cân đối chi tiêu cho tốt, tránh lâm vào tình trạng tiêu xài lãng phí, mua sắm vô tội vạ, kẻo chẳng mấy mà thiếu tiền tiêu. Dù tài lộc rồi cũng sẽ có nhờ cố gắng của bản mệnh trong công việc, nhưng khó tránh khỏi chuyện chịu khổ mấy ngày. Công việc có lúc khó khăn, có lúc thuận lợi, nhưng theo tử vi thì khó khăn tập trung chủ yếu vào đầu tuần. Nếu bản mệnh tập trung năng lượng vào công việc thì vẫn có khả năng giải quyết. Cuối tuần có chính ấn nhập cục nên bản mệnh có thể có được cơ hội thăng tiến cho mình. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần giữa tháng, người tuổi Nhâm Tý lúc này nên chuộng sự ổn định, có thể thấy chao đảo. Thực tại vẫn xoay vần dù bạn có che đi đôi mắt mình. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là học cách đối diện và thích nghi. Thời gian nửa đầu tuần vô cùng khó khăn với bản mệnh, nhất là khi phải đối mặt với thương quan gây ra tổn thất về tiền bạc lẫn tinh thần. Thế nhưng, không có việc gì là không có giải pháp cả. Điều quan trọng là ngay lúc đó, bạn cần phải bình tĩnh lại. Cuối tuần, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ngay khi có sao thiên đức xuất hiện trong tuần này, hãy vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực của mình. Đừng nản chí khi thấy bất cứ trở ngại nào ở trước mắt. Đó là cơ hội để bạn phát tài phát lộc. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 9 âm lịch. Tuần giữa tháng đang có những tín hiệu tích cực đối với người tuổi Nhâm Tý. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt thời gian qua. Giờ đã đến lúc thay đổi. Nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dần bước và đưa ra những quyết định khiến ai đấy đều ngỡ ngàng. Sao giải thần hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc. Thậm chí, nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực. Những ngày giữa tuần của bạn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tuần trở đi khi mà tỷ kiên khiến cho bạn dễ tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này, bạn nên hạn chế cho mượn tiền, kẻo bị mất trắng đấy nhé. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tuần cuối tháng, con giáp tuổi Nhâm Tý đón niềm hân hoan khi nhiều tin vui ập đến, khiến cho bạn hứng khởi vô cùng. Vận trình của bạn đang tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp. Quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình, nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt. Càng về cuối tuần, bạn lại càng tỏa sáng,
Có trình ấn che chở, bạn có thể được cấp trên tạo nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Nhưng vì thế mà không thể đề phòng tiểu nhân do thượng quan mang đến khi có kẻ đố kỵ với thành công của bạn. Điều này là không tránh khỏi, khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn thì số người ghen tị cũng nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận tháng 9 âm lịch tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Khẩu quyết chuyện làm ăn có nhiều khởi sắc nhưng vẫn cần phải chú ý trước khi đưa ra quyết định. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc và màu xám. Con số may mắn là số 16, số 38, số 62 và số 85. Để đến video số này rồi, thầy lời cuối vẫn muốn luôn gửi tới quý anh chị về đôi lời Phật dạy, mong sao qua những lời này giúp anh chị thanh tịnh hơn, tâm luôn bình an. Anh chị hãy nhớ, đừng quên tu tâm dưỡng tính, bởi tâm tính con người là chìa khóa mang đến một tuổi thọ dài lâu. Bởi có nhiều người dù ăn uống bồi bổ tới đâu mà tâm không tu dưỡng thì chưa chắc đã có một tuổi thọ như mơ. Vậy nên hãy cùng chân lý tinh hoa lắng nghe lời Phật dạy về tranh cãi khiến anh chị dễ nổi nóng vậy. Đức Phật sẽ làm gì với tình huống tương tự? Những gì Đức Phật nói về người hay tranh cãi giúp chúng ta hiểu ra rằng không phải cứ dùng lý trí của một người khôn ngoan là có thể khẳng định mình đúng, người khác sai. Những gì bản thân ngài chứng ngộ được không nên là chủ đề để phân tích lý luận, sẽ dễ lầm đường lạc lối. Một Đức Phật nói về người hay tranh cãi, một Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, lại xước xá vệ, có một vị tỳ kheo tu học Phật Pháp, nhưng lại ưa thích tranh cãi, làm rối loạn chúng tăng, mất sự hòa hợp giữa mọi người. Chỉ vì sự lắm mồm của chính mình, các tỳ kheo cùng chúng tăng đoàn của một thời gian vì chán mà bỏ đi. Trong khi những người trước đây muốn gia nhập nhưng nghe chuyện cuối cùng cũng từ bỏ ý định do tội ấy, nên vị này bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Thậm chí vì sư báo địa ngục nên thường phải mang cái thân người tiếp tục chịu khổ. Có thể thấy những người ưa thích tranh cãi như thế thường xuyên gây cảm giác phiền phức, khó chịu cho mọi người xung quanh. Ví dụ cụ thể, đây cho thấy họ đã làm ngăn cản cơ hội tu tập của nhiều người và vô tình lãnh hậu quả cho bản thân gây ra. Cũng chính vì cái miệng của mình. Thực ra người ưa tranh cãi là họ nặng về khẩu nghiệp xấu ác. Họ cũng chưa biết chuyển hóa để khẩu thành thanh tịnh. Cái nghiệp này còn theo họ mãi từ kiếp này cho tới kiếp khác. Nếu bản thân không đủ thức tỉnh để thay đổi, Đức Thế Tôn còn nhắc nhở rằng nếu không chuyển hóa khẩu nghiệp thì do tội ấy nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Lời Phật dạy về khẩu nghiệp đã chỉ ra rằng người thế gian xem nhẹ lời nói của mình, thế nên mới đức họ vào thân họ, giữ niềm tin rằng phải dùng tác động vật lý mới mang lại đau đớn. Thế nhưng lời nói cũng có tính sát thương rất cao. Đức Phật nói về người hay tranh cãi thường không có thói quen khen ngợi một sự việc nào đó, luôn vạch lá tìm sâu, không để ái lạc, không thể ái hỉ, không thể khiến cho ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc niết bàn. Bản chất của tranh cãi thường dựa trên chấp thù, tự ngã, xuất phát từ tâm bất mãn và sân hận. Vậy nên họ đánh mất niềm vui, hạnh phúc đích thực của đời người. Đức Phật từng mô tả việc người đang tranh cãi như đang đấu tranh sao bằng binh khí miệng lưỡi để hình dung những lời hung ác, các tiếng khó nghe khi cãi vã lẫn nhau, cùng chung chát và tóe lửa như gươm đao chạm vào nhau. Đức Phật nói về người hay tranh cãi thường không có thói quen khen ngợi. Mỗi khi người trí ở đời nói như thế nào thì Phật chấp thuận như thế, vì ngài hiểu rằng con người đang bị giới hạn ở mức độ hiểu biết của chính mình. Ngay cả người có trí, thời mà còn cho là như vậy, thì tranh cãi không ích gì đối với phượng cũng không thể, vì thế mà có thể ngộ ra vấn đề. Nếu hiểu biết trí biên thông là gì, chúng ta sẽ biết rằng những gì ta biết, ta tưởng rằng mình khôn hay giỏi hơn người, thậm chí là chuyên gia trong một lĩnh vực, lại chính là rào cản khiến cho ta không có được thông tin chính xác nhất. Mọi thứ vẫn đang chỉ ở trong giới hạn kinh nghiệm của mình mà thôi. Trong khi đó, những gì bản thân Đức Thế Tôn đã chứng ngộ được, sau này ngài mới mang ra để tuyên bố thuyết giảng, trình bày các chứng xác khai thị với những ai khi được tiếp cận những gì ngài nói. Nhưng vẫn không biết, không thấy thì ngài xem là phàm phu mù lòa, không có mắt. Điều này có nghĩa là những gì Đức Thế Tôn nói là dựa trên nền tảng tuệ giác mà ngài đã chứng ngộ, không phải là sản phẩm của tư duy để mang ra tranh cãi,
một khi đem ra để luận lý như một học thuyết thì thông tin không còn xác thực nữa. Những gì là chủ đề tranh cãi hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân, và cái này mỗi người mỗi khác. Những người thế gian nào mà không thấy, không biết nên họ tranh cãi với Phật, việc này không phải là lỗi của Ngài. Và họ có lỗi như vậy, họ tranh cãi như vậy, Đức Phật cũng không làm gì được. Ngài không tranh luận với đời, nhưng khéo điều phục và khéo vượt qua. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 9 năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.